Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Namas. Mình là Hồng Quân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ công thức liên quan tới chanh leo. Và một món đồ uống này mình thấy khá là ít quán có. Mặc dù khi mà mình uống thử cái ly đồ uống này mình cũng thấy khá là thơm và ngon. Đó chính là món chanh leo sữa. Ở đây thì khi mà nhắc về chanh leo sữa thì thường mọi người sẽ nghĩ đến chắc là nó sẽ kết tủa. Nhưng mà ở đây thì với công thức này thì cái thời gian kết tủa nó sẽ kéo dài khá là lâu chứ không nhanh. Và cái đồ uống này thì mình có uống ở thương hiệu đó là Cà Phê Cường ở phố Hàng Tre và bây giờ là phố Nguyễn Hữu Huân. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái công thức này theo cách làm của mình nhé. Và nguyên liệu ở đây chúng ta sẽ bao gồm đầu tiên đó là nước lọc, đường, sữa đặc, nước cốt chanh leo và một vài những cái dòng nguyên liệu để chúng ta có thể trang trí ly uống được bắt mắt hơn. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đó là 120ml nước lọc. Tiếp đến đó là 15ml đường, 30ml sữa đặc, 30ml. Và chanh leo ở đây mình sẽ dùng là 30ml. Nếu mọi người muốn đậm vị hơn, mọi người có thể dùng 35 đến 40. Nhưng tuy nhiên ở thời điểm mà mọi người dùng nhiều hơn thì nhớ là tăng thêm đường nhé. Khoảng chừng 5ml đường. Rồi, tất cả các nguyên liệu này thì chúng ta sẽ cho vào bình lắc. Mọi người lưu ý là ở đây có thành phần là sữa đặc ấy ạ, thì mọi người cần khuấy đều trước để sữa đặc tan. Trường hợp mà nếu mà mọi người chưa khuấy đều thì khi mà sữa đặc gặp đá thì nó sẽ khó tan hơn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đá vào và lắc đều lên. Vâng thưa các bạn, đối với đồ uống này thì do là có sữa nên bọt sẽ nhiều hơn, nên chúng ta để hạn chế được cái việc mà bọt ra nhiều ở ly đồ uống thì chúng ta sẽ rót qua cái đầu lọc đá mọi người nhé, để hạn chế được bọt. Và mình sẽ thêm đá cho đầy ly. Sau đó thì chúng ta sẽ đề co lên phía trên những cái nguyên liệu tới từ chanh leo. Thì mọi người có thể cắt rất là đơn giản thôi. Một miếng chanh leo như thế này, chúng ta cắt một góc ở quả chanh leo như thế này là được rồi. Chúng ta đặt lên trên. Vâng thưa các bạn, như vậy là chỉ một vài thao tác cơ bản thôi và trong khoảng thời gian rất là ngắn, chưa đầy mình đã hoàn thành xong thì chúng ta đã hoàn thành xong rất là nhanh đúng không ạ? Chanh leo sữa rồi. Và hy vọng rằng là với đồ uống này thì các quán cà phê cũng có thể thay đổi thêm về menu của mình và mọi người cũng có thể thực hành tại nhà thật thành công nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo của Namas. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.